Hi, xin chào tất cả mọi người. Lam lại gặp lại mọi người trong một video của mình. Ngày hôm nay Lam giới thiệu tất cả mọi người một chiếc máy Bose 9930. 9930 là một cái phiên bản nó là ná mà chính xác ra nó phải gần giống 99. Đó, đến 99,99%, nó chỉ khác nhau một cái là 9930 thì nó chạy live mạng băng tần CDMA. Đấy, đây, chúng ta có một chiếc máy no camera. À, Lam nhấn mạnh với anh em đó là đây là một chiếc máy Bose 9930 no camera nha anh em nhé. No camera, không có camera. Và Lam đã dán cho nó một cái miếng dán rất là xịn này, một cái miếng dán nhìn nó rất là hầm hố và dữ tợn. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Lam để sở hữu chiếc máy này nhá. Đây, dán một cái màu nicotine rất là đẹp mắt luôn anh em nhá. Nên anh em nào có nhu cầu vui lòng call cho Lam để sở hữu chiếc máy này. Đấy, một chiếc máy viền nó rất đẹp luôn anh em nhá. Máy zin mà. Đây, Lam quay tất cả anh em đây. Đây, cái màu version nó cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đấy, Lam chỉ bán máy zin nhé. Những con máy nào thay thế Lam sẽ nói luôn. Ví dụ như con máy nào thay thế hay là sửa cái gì Lam nói luôn để anh em chúng ta dễ làm việc nhé. Dễ làm việc. Đây, anh em cùng chiêm ngưỡng rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn anh em nhé. Rất là đẹp. Anh em nào có nhu cầu vui lòng liên hệ Lam nhá. Một chiếc máy cực kỳ đẹp luôn. Đó, màu nicotine cực kỳ đẹp. 993 thì nổi tiếng là với màn hình rất là đẹp. Đây anh em cùng chiêm ngưỡng này, màn hình nó rất sâu. Đấy, một chiếc máy vẫn đang còn zin nguyên bản tất cả mọi thứ. Đấy, và Lam bảo hành 6 tháng nha anh em nhé. Bảo hành 6 tháng tất cả anh em cùng chơi. Đây, anh em cùng nhìn này, màn hình rất sâu luôn. Viền thép vẫn đang còn rất là mới. Đây, anh em nhìn này, viền thép vẫn đang còn rất là mới luôn. Đây, rất là mới. Đây, cái dòng này thì nó ngon lành ở cái chỗ là cái viền nó làm bằng thép nha anh em nhé. Nên là nó không có phải nhựa nhiếc thì vẫn đang rất ngon lành nha anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu với là liên hệ Lam nhá. Sở hữu chiếc máy này. Đấy, máy Lam bán ra bao gồm máy pin sạc cáp dán ra điều và bảo hành 6 tháng, bao gồm tặng bao gia sĩ anh em nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả những khách hàng qua bao nhiêu năm tháng vẫn ủng hộ Lam. Và xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả những anh chị, những bạn bè, những anh em xem video. Và chúc tất cả mọi người luôn luôn gặp may mắn, thành công. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin cảm ơn.